Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Calcium Oxide. Calcium Oxide với tên gọi khác là vôi sống, có xuất xứ từ Việt Nam, quy cách đóng gói, bao 30 kg. Công thức hóa học CaO tồn tại ở dạng bột màu trắng, mùi đặc trưng và tan tốt trong nước. Là thành phần trong sản xuất thép, magie, nhôm và một số kim loại màu khác. Có tác dụng xử lý nước dùng, nước thải, làm tăng độ liên kết và độ cứng cho vữa. Được dùng trong ngành công nghiệp sản xuất giấy, gạch silicat và thủy tinh. Có khả năng tạo độ giòn trong chế biến mứt, giúp làm nóng các loại thực phẩm như đồ ăn nhanh, cà phê. Là thành phần sản xuất các loại đồ gốm, sơn nước, xi măng. Khử phèn, sát trùng, diệt nấm, khử độc ao nuôi thủy sản. Và làm giảm độ pH nhằm khử chua cũng như cải tạo đất trồng. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.